miệng nó rửa méo hơn rồi đó. Rồi là rồi. Quỳ thôi là nó mặn đối với cái liệt bảy mà gió lạnh này á thì là chấm không cần sâu lắm, chấm tại chỗ không có xuyên, không có xuyên huyệt. Chị đã đốt cái ngải kìa. Mỗi ngày em để dưới đó chị. Đốt chưa? Chấm đi là đỡ đó lắm, chấm nhẹ không là xuyến xuyến rồi đây thì còn đau ỏ tướng luôn. Mười hai kín nhấn vô một đứa thế. Có những bệnh nhân tận trong nám mà chạy ra đấy, có nhà Thanh Hóa đâu buồn vô điều trị lắm rồi. Dạ nhận giờ dịch đỡ quá. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai kim mười hai cái thứ đây. Cho nên là tại sao mà chúng ta phải chấm chấm không xuyên, không xuyên huyệt mà chỉ có là huyệt nào là chấm kín đó thôi. Mục đích là để khi mình hơ cái ngải đấy này. Không chín bốn. Không chín bốn. Không chín bốn bảy ba bảy năm sáu năm sáu. Đó thì khi mình hơ như thế này á là gần cái nhiệt theo cái kim này đi vào thì nó sẽ vào được cái vị trí này. Cho bây giờ nếu như mà mình xuyến từ huyệt này sang huyệt kia thì hơ ở đấy thì nhiệt nó xuống nó ở đấy thôi chứ nó không ra tới được cái huyệt ở phía sau. Cho nên chúng ta phải chấm là chấm tại tại vị trí cái huyệt này. Đấy. Hơ thì đến 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10. Đó, lại chuyển sang kim khác. Và cùng đến như vậy và lần lượt hơ hết tất cả các cái kim này. Nó hết các cái kim này. Đó. Như vậy cứ đi vòng tròn như vậy, thời gian hơ nó rơi vào từ 25 đến 30 phút. Như vậy là được. Đấy, như thế là nó đủ cái nhiệt truyền từ cái kim này đi vào các cái vị trí huyệt để nó tán cái hàn cái lạnh ở sâu bên trong. Đó. Nên là nhiều trường hợp nhiều người đi nơi khác thì chấm xuyến xuyến chỗ này chỗ kia. Không hiệu quả. Cái này thì tuyệt đối không mắc máy đối với những trường hợp gió lạnh. Rồi quỳnh hơn. Rồi đấy, cơ mặt còn đau không? Đỡ đau nhé. Đập đau. Nhưng mà đau nhiều hay là đau ít? Đau cũng hơi đau ấy. Người đó nhé, mỗi bữa là đau nhiều. Nó hơi đau. Đó thì chín đấm ạ. Đau vết kín rồi chứ. Xoa cái máy đi là để cho nó lưu thông khí huyết, nó tuần hoàn cái máu nó tốt hơn, nuôi dưỡng các cái cơ nó tốt hơn. Lúc xoa mình xoa cả trên đầu này. Bữa tối rồi cố gắng ngủ cho sâu giấc nhá. Ngủ sớm đi tí, hạn chế coi điện thoại cái đó nhá, để cho cái mắt nó được nghỉ ngơi cái đó này. Rồi là không thức khuya nữa nhá. Ngủ sớm để cho cái thần kinh nó phục hồi tốt hơn. 18 tuổi rồi. Mình sẽ bày cho cách về tử mát xa nữa nhá.
chủ yếu tập trung bên cái liệt trên đó, kéo ngược về. Đấy. Sau này tự làm không được kéo xuôi như thế này, kéo ngược về với cái bên liệt này. Trường hợp này thì hơi đặc biệt thì là chấm cứu xong về vẫn đi rửa xe, cho nên là cái nước mà chỗ nơi rửa xe là cái hơi ẩm nó vào đấy, cho nên nó lâu hơn đấy, cho nên là về vẫn đi thì không đi là đúng không? Em nghỉ cho nó tự báo, nó nghỉ đi cho nó ổn định cái đó. Cho nên là điều trị rồi, nhưng mà người bệnh cần phải được kiêm đúng. Có những người họ về họ đi làm, nhưng mà ví dụ họ làm công việc văn phòng hay làm những cái nơi ấm là hẳn khác. Còn đây làm cái nơi gọi là cái môi trường lạnh và đặc biệt là ẩm thấp, cái hơi của cái nước phun của cái chỗ rửa xe nó ra thì nó ngấm vào. Đấy, cho nên là mình để ý cái chỗ đó. Đấy, thì hôm trước cũng có một ca điều trị gần khỏi rồi, sau thì bị ngược lại luôn, là do là hớ túi ngải ở trong phòng điều hòa đấy. Đang kiêng lành thì lại nhảy vô trong phòng điều hòa hớ ngải. Đấy là em kiếm cái những quạt em mặc ẩm mềm á, mặc ẩm thật ẩm mềm. Trong này á hắn có thành phần là ngải cứu và một số các vị thuốc khác đã xay ra như thế này cho mình tiện dùng thôi. Còn nếu không là mình phải đi kiếm các cái thuốc về để mình làm. Đấy, nhưng mà bây giờ làm như thế này rất là tiện dùng thôi. Đấy, cho nên là cái cách dùng của cái này á, vì mình là bị là gió lạnh. Đấy, cho nên là mình phải chườm những cái để nó ấm, nó dần cái nhiệt đi vào trong này, để nó làm lưu thông cái kinh lạc của mình nha. Thì đó, thì thường là cái này nó có các túi nhỏ ở bên trong này như thế này. Đó thì về này là mình sẽ dùng cái này nha. Tốt nhất mình để cho nó đỡ tốn cái thuốc xoa bóp này á. Thì mình có thể cho thêm ít rượu vào, rượu trắng là mấy nhá, cho vào ít vào để cho nó hấp ẩm được cái này. Đấy, xong rồi này mình xịt cái thuốc này lên nhá. Đây cũng là thuốc kết hợp với cái này, hai cái này phải đi với nhau nhá. Đó, mình sẽ xịt cái thuốc này lên như thế này, xịt đều lên cái túi này. Nó cũng là thuốc đấy, hai cái nó kết hợp với nhau nhá. Nếu mà không bỏ rượu trắng thì mình phải xịt cái này nó nhiều hơn tí. Còn có rượu trắng thì mình cho rượu trắng vào đấy. Xong nhá. Đấy, sau khi xịt cái này xong đấy thì mình sẽ, nếu như nhà có lò vi sóng thì cho cái này vào lò vi sóng làm ấm lên. Đấy, còn không thì mình sẽ cho đun cách thủy, lấy một cái bát á, bát con mình bỏ như thế này và mình đặt vào cái nồi nước mình nấu, thì cái nước cần hơi của nước nó lên, nó nóng thì nó làm ấm cái túi này lên. Đấy, và cách thứ ba là mình dùng một cái phích nước. Đấy, cái phích nước mà miệng nó có chút đấy, có thể bỏ lọt từ cái này á. Đấy, thì mình đổ một nửa nước trong cái phích đó thôi, thì hắn sẽ có cái hơi nóng, đúng chưa? Đấy, thì mình sẽ thả cái này vào ở trong cái phích, nhưng mà không cho nhúng trong nước, chỉ ở bên trên thôi. Đó, bên trên xong rồi mình vặn lại là nó sẽ nóng được cái này.
đấy, nóng được cái này thì sau đó là mình sẽ chườm nhá. Sau khi nó nóng này mình sẽ chườm đến những cái vùng này này, vì mình là bị liệt bảy này này, đây là những cái huyệt cần phải chườm này nhá. Chườm đấy này, đấy chườm vào đấy này, chườm đây đấy, những cái vùng nói chung là cả cái vùng mặt đấy, chườm cả cái vùng mặt luôn nhá, chườm đá cả đường sáu đấy nữa nhá. Đó, mình chườm như vậy. Đó, thì cái này vừa là có cái hơi của thuốc mình ấy, nó vốn gì là ôn ấm rồi, giờ mình làm ấm nó lên được. Đấy, thì mỗi ngày mình sẽ chườm 2 đến 3 lần. Đấy, buổi sáng và buổi tối, buổi trưa mà rảnh thì mình cũng chườm nhá. Mỗi lần chườm như thế 20 đến 30 phút. Đấy, nếu như mà nó nhanh nguội quá thì mình sẽ lấy hai cái túi, nhất là làm cái phích ấy, thì mình sẽ bỏ túi này vào đấy, sau rồi lấy cái túi ra, xong rồi túi khác lại bỏ vào, rồi là nó cứ thay phiên nhau như vậy thì nó luôn luôn giữ được ấm, cứ thay đổi nhau như thế nhá. Đó thì là mình sẽ dùng cái túi này như vậy. Đó thì là em về em làm như thế thì mình sẽ duy trì được cái nhiệt nó, và em thở được trong vòng 20 đến 30 phút nó liên tục. Đấy, chứ không làm tí thần nguội đấy. Cái này thì mình cứ thay phiên như thế, làm ở cái phút là tốt nhất nhá. Đó, đó là cách chườm cái này nhá. Đó, làm cho đúng, làm cho đúng thì hắn sẽ hiệu quả nó tốt hơn nhá. Chứ không có nhiều người là lấy về nhưng mà cuối cùng là dùng không đủ cách.